xin giới thiệu với anh em một cái dòng loa lời của hãng ETC. Loa này là loa của Mỹ anh em nhá. Đây, đây là cái lưới của nó này, mặt lưới. Loa của nó là bát 20 màng cao su, bát 20 màng cao su và chép này này, đẳng cấp luôn nhá, hỏng nhôm luôn anh em nhá. Hàng loa này là loa của Mỹ anh em nhá. Đây là cái lưới của nó là lưới kém đằng trong này, còn ở ngoài có một lớp mút để bảo vệ này, chống bụi. Và loa này thì nói chung ấy, nếu mà nói lời, nó là thuộc dòng siêu VIP. Nó mà làm lời cho những cái phòng cao kê thì nó quá là siêu VIP luôn. Lời nó đánh bay xa cực kỳ luôn anh em nhé. Và đặc biệt cái giải trầm của nó cũng rất là ấm luôn. Đấy. Màng gân cao su này thì anh em hiểu rồi. Giải trầm cực kỳ ấm, mà củ cái dòng loa này nhỏ bé thôi nhưng mà củ nó rất là gấu nha anh em nhé. Cực kỳ gấu luôn. ETC này thì anh em không phải quảng cáo nữa. Đây. Giữa 2. Hàng Mỹ anh em nhé. Cái dòng này em đã bán rất nhiều nhưng mà cái dòng 20 này giờ mới gặp. Trước em bán 30, full 30, full 25. Giờ mới gặp cái dòng này mà full 20. Làm lời thì quá đỉnh luôn. Anh em ở trong phòng làm hai con hai cặp này và một con súp. Đảm bảo hát hay hơn những cái loa 30 luôn anh em nhé. Nếu anh em chơi hai con hai cặp loa này và một con súp, đảm bảo kinh tế và hay hơn những cái cặp loa 30 mà mười mấy triệu ấy, đảm bảo hay hơn luôn, cực kỳ hay luôn. Hiện tại em về được 5 đôi. Em về được 5 đôi đây, 5 đôi hàng siêu đẹp. Chỉ có 5 đôi duy nhất. Đấy, 5 đôi duy nhất. Anh em nào có nhu cầu cần loa để giáp phòng hoặc là cần loa để trợ lời thì nên nhanh tay, bởi vì cái dòng này không có nhiều anh em nhé. Hiện tại em chỉ được đúng 5 đôi duy nhất. Hàng cực kỳ chất, hàng Mỹ xịn, không phải hàng vớ vẩn nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ em sớm. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé. Đây, loa nó lắp lưới vào như này, cực kỳ đẹp, thùng cân anh em nhé. Đấy, loa thùng cân cực kỳ đẹp luôn.